Xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bài học Unit 6, Our Tết Holiday. Kỳ nghỉ Tết của chúng ta, Getting Started. Ở phần Getting Started là phần khởi động thì chúng ta sẽ có gồm 5 bài tập nhỏ các em nhé. One. Listen and read. Ở phần này, em sẽ đến với phần nghe và phần đọc. Chúng ta nhìn bức tranh. Đây là một bức tranh có về năm mới đúng không nào? Và nội dung của bài này cũng liên quan đến chủ đề năm mới. Vậy bây giờ chúng ta hãy lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai bạn Linda và bạn Phong kem nhé. Unit 6. Our Tet Holiday. Page 58. Getting Started. Happy New Year. Activity 1. Listen and read. Bong, does Vietnam celebrate New Year's? Yes, we do. We have Tet. When is Tet? At different times. This year, it's in January. What do you do at Tet? We clean our homes and decorate them with flowers. Is Tet a time for family gatherings? Yes, it's a happy time for everybody. Great. Yes. And another good thing about Tet is that children get lucky money. That sounds interesting. Is there anything special people should do? We should say Happy New Year when we meet people, and we shouldn't break anything. Chúng ta cùng đến với nội dung của bài hội thoại kèm nhé. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Bong, does Vietnam celebrate New Year's? Phong, Việt Nam có tổ chức đón năm mới không? Chúng ta có động từ celebrate, có nghĩa là tổ chức. Yes, we do. We have Tet. Có chứ, chúng tôi cũng có Tết. When is Tet? Vậy thì Tết diễn ra khi nào? At different times. This year, it's in January. Vào những khoảng thời gian khác nhau. Năm nay thì Tết diễn ra vào tháng 1. What do you do at Tet? Vậy thì bạn làm cái gì, làm thường làm gì vào dịp Tết? We clean our homes and decorate them with flowers. Chúng tôi thường lau chùi nhà cửa và trang trí chúng với những cái bông hoa. Chúng ta có động từ decorate là trang trí nhé. Is Tet a time for family gatherings? Tết có phải là một khoảng thời gian cho những cuộc sum họp gia đình không? Chúng ta có từ gatherings là sum họp. Yes, it's a happy time for everybody. Có, nó là một cái khoảng thời gian rất là hạnh phúc cho mọi người. Great. Thật là tuyệt. Yes, and another good thing about Tet is that children get lucky money. Đúng rồi, và một cái điều nữa cũng rất là hay về Tết là trẻ con có thể nhận được tiền đúng tuổi. Ở đây chúng ta thấy có cái từ là lucky money. Lucky money là tiền lì xì. That sounds interesting. Is there anything special people should do? That sounds interesting. Rất là nghe có vẻ thú vị đấy. Có cái điều gì đặc biệt mà mọi người nên làm không? We should say Happy New Year when we meet people, and we shouldn't break anything. Chúng ta nên nói là Happy New Year khi mà gặp được mọi người, tức là chúc mừng năm mới đó, và không nên làm đổ vỡ cái gì cả. 2. What are Linda and Phong talking about? Sau khi chúng ta đã nghiên cứu của hội thoại thì chúng ta thấy là bạn Linda và bạn Phong đang nói về cái gì? Thì ở đây bạn nói rất là rõ, đó là nói chủ đề Be Tết in Việt Nam, Tết ở Việt Nam. 3. Complete the sentences about Tet with the information from the conversation in 1. Ở phần 3 thì em hãy hoàn thành các câu về Tết với những thông tin từ đoạn hội thoại số 1. Đoạn hội thoại ở mục số 1. Vậy thì chúng ta ở đây là chúng ta sẽ khai thác các thông tin, sau đó chúng ta đóng vào bài hội thoại để chúng ta tìm thông tin kèm nhé. Ở câu số 1 chúng ta thấy là This year, Tết is in. Năm nay thì Tết diễn ra vào tháng mấy? Thì ở đây chúng ta thấy là January, vào tháng 1. Number 2, we decorate our. Chúng ta trang trí cái gì? Thì đây chúng ta thấy là chúng ta dọn dẹp
nhà cửa và trang trí chúng. Chúng ở đây chính là nhà cửa với những bông hoa. Vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái từ ở đây là danh từ là our homes. 3. Tết is a time for family gatherings. Tết là một cái thời điểm cho những cuộc sum họp gia đình. Number 4. Children get. Trẻ con thì nhận được cái gì? Children get lucky money. Họ nhận được những cái tiền lì xì. Và cuối cùng, people shouldn't anything. Mọi người thì không nên cái gì đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thiếu một động từ. We shouldn't break. Thiếu động từ break có nghĩa là làm đổ vỡ. Four. Match the words, phrases in the box with the pictures. Ở mục số 4, em hãy nối các từ và những cụm từ ở trong khung với những bức tranh. Chúng ta thấy có 4 bức tranh rất là đẹp. Mỗi bức tranh là một cái nét đặc trưng của Tết. Vậy chúng ta đầu tiên, chúng ta hãy đến với các cụm từ nhé. A. Lucky money. Lucky money. Tiền lì xì, tiền mừng tuổi. B. Peach flowers. Peach flowers. Hoa đào. C. Bánh chưng, em bánh Tết. Bánh chưng, bánh Tết. D. Family gathering. Sum họp gia đình. Vậy thì cũng không quá khó cho chúng ta để chúng ta có thể điền được những từ này vào bức tranh tương ứng. Ở bức tranh số 1, chúng ta thấy đây là peach flowers. B. Number 2. A. Lucky money. C. Bánh chưng nghe bánh Tết. Number 4. Family gathering. Sum họp gia đình. 5. Game is it about Tết? Write two things or activities and share them with the class. The class listen and decide whether they are about or not about Tết. Ở bài 5 thì em sẽ đến với một trò chơi. Nó có phải liên quan đến Tết không? Hãy viết hai thứ hoặc là những cái hoạt động và chia sẻ chúng với lớp của mình. Lớp sẽ nghe và đoán liệu xem là cái thông tin đó có liên quan gì đến Tết không? Ví dụ, student, bánh chưng. Class, it's about it. A student flying a kite. Class is not about it. Học sinh nói bánh chưng. Lớp nói đúng là về Tết rồi. Học sinh nói thả diều và cả lớp nói không phải về Tết. Vậy thì tương tự chúng ta đã có những cái từ vựng nhất định liên quan đến chủ đề Tết holiday thì chúng ta có thể viết như sau: student peach flower. Class is about date. The student rice. Class is not about date. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây, một bài học rất thú vị liên quan đến một trong số những chủ đề lễ hội, ngày lễ hội quan trọng ở Việt Nam. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.